Hello anh em, thời gian ngồi đàm đạo lại đến rồi. Trong phiên bản 11.16, chúng ta chứng kiến sự cân bằng khá tốt của phần lớn các tộc hệ. Dù rằng về cuối vẫn là sự thống trị của Aphelios, Akshan, Heimerdinger, Teemo, tuy vậy lối chơi đã dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng ta. Thế nhưng trong bản 11.17 này, Riot vẫn tiếp tục đưa ra một số chỉnh sửa khá mạnh tay. Trong đấy, chiến binh, quân đoàn được buff mạnh, còn thây ma, vệ binh lại được chỉnh sửa rất nhiều. Cụ thể thế nào? Hãy cùng đi vào chi tiết nhé! Cà phê nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Sẻng vàng không còn được tính vào 10 vật phẩm tối thiểu mà người chơi nhận được sau bãi chim. Sẻng vàng sẽ được xem là một vật phẩm thưởng thêm. Nói một chút cho anh em rõ phần này nhé. Trong meta hiện tại, sẻng vàng không đóng góp nhiều trong việc kiến tạo các tộc hệ. Công thức ghép của nó cũng khá hạn chế. Vì vậy, sẻng rơi sớm sẽ khiến người chơi cảm thấy đây là kết quả không tốt và họ chỉ dùng nó để tạo giáp thiên nhiên thôi. Có một sẻng vàng trong danh sách các trang bị mà chúng ta đáng ra phải nhận được từ các bãi quái sẽ tạo ra nhiều trường hợp rất khó xử. Phần lớn là không biết dùng nó để làm gì và vô tình bỏ phí. Vậy nên giờ đây, sẻng là một thứ được cho thêm nếu chúng ta may mắn và nó không còn được xem là một trong số 10 món cơ bản nữa. Vì vậy, có dùng sẻng hay không cũng chả sao. Các tộc hệ. Vệ binh được làm lại. Buff vệ binh giờ sẽ khởi đầu trên tướng vệ binh có nhiều trang bị nhất. Nếu nhiều tướng có cùng số trang bị, thì tướng có tốc đánh cao hơn sẽ được chọn. Nếu chỉ số này vẫn bằng nhau, lựa chọn sẽ là ngẫu nhiên. Tốc đánh mốc 6 và 9 giảm, từ 120, 1000, còn 90, 500%. Khiên mốc 3 và 6 giảm, từ 200, 1000, còn 175, 900. Chiến binh, AD mỗi giây tăng từ 3, 6, 15, thành 3, 8, 16. Ma pháp sư được làm lại. Cộng dồn AP theo mỗi lần tung chiêu giờ là vô hạn. AP cơ bản giảm từ 25, 55, 100, còn 15, 35, 70. AP mỗi cộng dồn mốc 4 giảm từ 5, còn 4. Thây ma, giáp và kháng phép của Saiyan bị giảm từ 40, 50, 60, thành 30, 45, 60. AD cơ bản Saiyan mốc 5 tăng từ 90 lên 100. AD cộng thêm mỗi cấp sao mốc 5 tăng từ 9 lên 10. Quân đoàn, tốc đánh mốc 4 và 6 được tăng từ 65, 120 lên 75, 135. Thiên thần, giáp và kháng phép mốc 9 giảm từ 75 còn 70. Vệ binh có một vấn đề, đó là buff của tộc này luôn khởi đầu ở Galio do hắn có lượng máu cao nhất. Điều đấy khiến đất diễn của các tướng khác bị giảm đi rất nhiều. Việc chuyển buff này lên tướng có nhiều trang bị nhất sẽ giúp cho người chơi tự do hơn trong việc chọn các khởi đầu của ván đấu. Bên cạnh đó, đội hình này đang là line-up đầu trận quá mạnh khi mốc 3 thực sự mạnh hơn các tộc hệ khác nhiều. Bên cạnh đó, 6 vệ binh cũng là đội hình quá an toàn và dễ đánh về cuối game. Chỉ cần đủ 6 tướng, có Akshan, Lucian, sau đó trông chờ vào buff tốc đánh của vệ binh để càng quét đối thủ thôi. Lấy đi một lượng tốc đánh khá lớn mốc 6, cùng việc Akshan cũng bị giảm sức mạnh, sẽ khiến người chơi phải tính tới những sự kết hợp khác nhiều hơn. Ma pháp sư thực sự không quá phổ biến trong meta. Đặc biệt là sau khi Victor ra đi thì team này không còn đối chơi hỗ trợ nhau tốt. Thay vào đó, các tướng thường phát huy sức mạnh trong các đội hình khác nhiều hơn. Làm lại buff ma pháp sư là bước thử nghiệm để xem thử chúng có được tin dùng nhiều hơn hay không. Có lẽ Brand bùa xanh sẽ được để mắt nhiều hơn. Nhưng vấn đề là đội hình này rất cần chống chịu cứng cáp. Mà meta này thì ai chịu nổi khả năng phá giáp của các tướng vật lý đây? Ma pháp sư yếu đuối phía sau nhiều khi ăn một loạt đạn của Aphelios là bay sạch. Trong bản trước, Riot đã giảm sức mạnh 3 thây ma và tăng mốc 5 lên để khuyến khích người chơi đánh thây ma hoàn chỉnh thay vì lấy 3 con làm dàn chắn với các đồ chống chịu. Thế nhưng người chơi vẫn cứ lì cái mặt ra, vẫn chơi 3 thây ma rồi để Heimerdinger cùng Teemo phía sau spam chiêu. Thế là Riot bực, Riot tức và giờ 3 thây ma tiếp tục ăn nerf và cả Teemo cùng Heimerdinger cũng bị nerf theo luôn. Để xem giờ các chú có chịu đánh 5 thây ma không nhá. Quân đoàn và chiến binh đang có số phận khá giống nhau khi được chỉnh sửa và buff liên tục, nhưng người ta vẫn chưa khao khát lắm. Nhưng giờ đây mọi thứ có thể sẽ thay đổi mạnh đấy, vì 6 chiến binh tỏ ra hơi bị ghê luôn. Mỗi giây cộng thêm 8 AD thì 10 giây là 80 AD. Thử tưởng tượng Jax cầm full tốc đánh và hút máu về cuối ván sẽ ghê gớm thế nào. Trong khi đó, quân đoàn thì dù được buff tốc đánh, nhưng với việc Yasuo và Riven cùng bị ăn nerf, chưa chắc team này đã được hưởng lợi đâu. Có thể buff này hướng đến Riven. Quân 4 vàng đang hơi lép vế một chút so với các carry khác. Nhưng Raven sẽ cần bộ trang bị chuẩn thì mới phát huy sức mạnh được. Tướng 1 vàng,
Vayne, AD cơ bản tăng từ 35 lên 40. Ziggs, sát thương kỹ năng 3 sao từ 525 tăng lên 550. Aatrox giờ vẫn nhận được hồi máu khi mục tiêu của hắn chết khi hắn đang tung chiêu giữa chừng. Thời của Vayne có lẽ đang quay lại. Hiện đội hình Vayne Carry đang được dùng như một team leo rank khá hiệu quả. Dù vẫn bị vuốt rồng khắc chế nhưng khả năng vào top 4 khá cao. Cú buff này cũng giúp Vayne có thêm chút sức mạnh để đóng vai trò carry. Hiện tại, Cà phê Nhân phẩm đã có video hướng dẫn team Vayne carry rồi. Anh em có thể xem qua nhé. Còn với Ziggs thì cú buff này có lẽ cũng không mang nhiều tác dụng khi chỉ thêm có một tí sát thương, trong khi quân cờ quan trọng của ác quỷ là Kennen lại bị giảm sức mạnh. Có lẽ Riot đang muốn khuyến khích các ma pháp sư có khả năng spam chiêu được dùng nhiều hơn chăng? Tướng 2 vàng Kennen, tốc đánh giảm từ 0.7 còn 0.65. Pyke, tốc đánh tăng từ 0.6 lên 0.65. Set, máu tăng từ 750 lên 800. Soraka, tốc đánh tăng từ 0.6 lên 0.65. Những cú buff nerf về tốc đánh này thật ra nó chả đáng kể lắm. Nó chỉ nhằm cân bằng một chút và khuyến khích những quân cờ ít được dùng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Soraka và Pyke hiện không được tín nhiệm nhiều lắm, trong khi đó Kennen thì lại gây quá nhiều khó chịu. Đặc biệt là nó ngắt chiêu các chủ lực, vậy nên nó phải bị dập đầu. Phiên bản trước thì Tristana bị nerf, bản này đến Kennen. Không biết ác quỷ còn hoành hành được hay không nữa đây. Tướng 3 vàng Lee Sin, máu giảm từ 850 còn 800. Sát thương kỹ năng giảm từ 250, 350, 650 thành 200, 350, 600. Nidalee, tỷ lệ né tránh giảm từ 45 còn 40%. Tốc đánh khi hóa báo giảm từ 40, 50, 75 còn 30, 50, 70%. Rakan, sát thương kỹ năng mốc 3 sao giảm từ 900 còn 800. Hồi máu mốc 3 sao giảm từ 80 còn 70%. Riven, máu giảm từ 850 còn 800. AD cơ bản giảm từ 80 còn 75. Sát thương kỹ năng mốc 3 sao từ 500 còn 300. Tỷ lệ AD cộng thêm cũng giảm từ 120 còn 110%. Yasuo, tốc đánh giảm từ 0.95 còn 0.9. Sát thương kỹ năng mốc 3 sao giảm từ 600 còn 550. Cộng dồn sát thương chuẩn giảm từ 60 còn 55. Ashe, máu tăng từ 550 lên 600. Lux, tốc đánh tăng từ 0.6 lên 0.65. Miss Fortune, sát thương kỹ năng mốc 3 sao từ 700 còn 600. Nocturne, sát thương kỹ năng thay đổi từ 70, 85, 110 thành 80, 90, 100. Về những thay đổi này, Riot đã nói thẳng là vì hiện các chủ lực 3 vàng đang có xu hướng quá mạnh, lấn át cả các carry 4 vàng 5 vàng. Vậy nên cú nerf này mục đích là để chúng không quá bá đạo. Cách đây khoảng 4-5 phiên bản thì Riot đã có một cú buff lên gần như toàn bộ các carry 3 vàng, chỉ trừ mỗi Zira, kèm với đó là tăng tỷ lệ gia tướng 3 vàng cấp 7. Khi đấy mục đích của họ là để kéo trận đấu nhanh hơn, giữa game quyết liệt hơn. Hậu quả về lâu về dài là người chơi dần quen với việc roll 3 sao giữa game, dẫn đến việc những người số đỏ có 3 sao sớm lấn át đối thủ quá mạnh. Bây giờ thì họ lại muốn về như hồi xưa. Thôi thì Âu cũng là việc tốt để đổi gió cho chúng ta thôi. Pha nerf này chúng ta có thể thấy ma sứ, thần sứ ảnh hưởng nặng nhất khi tất cả những quân cờ có khả năng carry đều bị đánh khá nặng. Ma sứ thì còn Aphelios gỡ lại, chứ thần sứ thì liệu có thể trông chờ vào Karma được không đây? Hãy cùng chờ xem nhé! Đội hình Miss Fortune suy vong hiện vẫn đang được dùng, nhưng không phải quá phổ biến hay là quá ung thư. Cú nerf này của Riot khá là nặng, có thể khiến team này thực sự biến mất luôn. Trong khi đó, Nocturne vẫn đang được cân bằng mà có vẻ Riot chưa biết là buff hay nerf nó. Thực sự thì nếu không dùng Nocturne thì thôi, còn một khi đã lắp đồ, người chơi chắc chắn sẽ roll nó lên 3 sao để carry. Vậy nên đây chính xác là một pha giảm sức mạnh để Nocturne không được chơi nữa. Tướng 4 vàng Raven, tốc đánh tăng từ 0.75 lên 0.8. Fiddlestick, sát thương kỹ năng mốc 1 và 2 sao giảm từ 175, 225 còn 150, 200. Karma, sát thương kỹ năng mốc 1 và 2 sao tăng từ 225, 280 lên 230, 290. Vel'Koz, mana tối đa bị tăng từ 80 lên 90. Lucian giờ sẽ bị ngắt kỹ năng nếu Lulu hóa thú trong lúc đang tung chiêu. Như đã nói, việc Riven và Yasuo bị giảm sức mạnh đã ảnh hưởng đến quân đoàn. Và thay vào đấy thì Draven được buff để bù lại. Cú buff này rất chí lý bởi thứ Draven cần là tốc đánh để ném vỡ mồm đối thủ.
Đồng thời đội hình suy vong sau khi Miss Fortune bị nerf, phần carry sẽ được chuyển lại cho Draven. Với các trang bị ánh sáng rất mạnh, nhiều khả năng Draven sẽ có độ phổ biến không thua gì Aphelios trong phiên bản 11.17. Fiddlestick là quân tà thần được hưởng lợi nhiều nhất bởi nội tại hồi sinh cho phép hắn gây sát thương xuyên suốt quãng thời gian bị hạ gục. Kết hợp với một số trang bị chuẩn, hắn có thể gây lượng sát thương khổng lồ. Điều này tạo nên sự mất cân bằng và cũng là một trong những lý do khiến ba thây ma phổ biến. Dĩ nhiên không thể cấm người ta đánh thây ma được, nhưng phải lấy đi ít nhiều sát thương của Fiddlestick để hắn không quá mạnh. Nếu chưa tính trang bị, Fiddlestick sẽ mất đi ít nhất là 100 sát thương trên mỗi mục tiêu. Vel'Koz bị nerf, điều này chắc ai cũng thấy trước rồi. Khi mà con mực này hơi bị bá đạo trong thời gian qua, Riot không dám nerf sát thương vì sợ hắn biến mất khỏi meta, nên nerf về khoản mana. Nếu theo đồ chuẩn là lắp thương Sojin, hắn sẽ phải đánh thường 5 cái rồi mới được dùng chiêu, thay vì là 4 như trước. Với tốc đánh 0.75 thì có nghĩa là các đối thủ của Vel'Koz sẽ có thêm khoảng hơn 1 giây để chuẩn bị trước khi hứng chịu luồng ánh sáng cực mạnh của hắn. Và như vậy, đôi lúc con Volibear hay con Dyna sẽ có đủ mana để ngắt chiêu trước khi Vel'Koz kịp dùng. Mực này có lẽ sắp lên vỉ nướng rồi anh em ạ. Kama đã được buff ở bản trước và giờ tiếp tục được buff. Có thể đây là lúc cô ta phát huy được sức mạnh rồi, bởi những chủ lực sát thương phép khác như Vel'Koz, Heimerdinger, Teemo đều bị sờ gáy. Thực ra thì Kama không yếu, cô ta chỉ không nổi bật so với các carry khác thôi. Nên phiên bản này có thể là lúc Kama được chủ tài rồi đây. Tướng 5 vàng Gwen, sát thương kỹ năng được tăng từ 100, 150, 1777 lên 125, 200, 2222. Heimerdinger, tốc đánh bị giảm từ 0.75 có 0.7, mana tối đa bị tăng từ 140 lên 160. Kale, máu được tăng từ 650 lên 800, tốc đánh tăng từ 1.1 lên 1.15. Viego, sát thương kỹ năng mốc 2 và 3 sao được tăng từ 300, 1500 lên 360, 2000. Sát thương cường hóa mỗi giây giảm từ 100 còn 50%. Tướng bị suy vong sẽ mất máu chậm hơn, từ 15, 7, 0 còn 10, 5, 0%. Akshan, tốc đánh bị giảm từ 1.1 còn 1.0. Garen, cân bằng mana, từ 100 trên 170 còn 80 trên 160. Sát thương dựa trên phần trăm máu của hệ chiến thần tăng từ 40 lên 50%. Teemo, sát thương kỹ năng mốc 1 sao giảm từ 130 còn 120. Kích hoạt quỷ vương sẽ nhanh hơn và có thể xuất hiện nhiều lần một trận, cho phép Teemo ăn cả tướng lẫn những gì được sinh ra sau đấy, ví dụ như bọ hư không, tiểu quỷ. Volibear, máu giảm từ 1100 còn 1000. Đầu tiên với Heimerdinger và Teemo, thời gian chơi bời thì đã đủ rồi, giờ về uống thuốc thôi. Hai quân 5 vàng này sắm vai trò carry suốt mấy phiên bản qua, đến mức ai cũng phải thấy ngán. Ở 11.16, Heimerdinger bị nerf sát thương, và tới giờ thì không còn nerf sát thương được nữa mà phải tấn công vào mana. Trước đây ông ta có 120 mana tối đa, sau đó tăng lên 140 và giờ là tận 160. Kết hợp thêm việc tốc đánh bị giảm thì đúng là siêu cực hình. Heimerdinger mà không có đồ tăng mana thì cần 20 giây mới dùng chiêu được. Cái này cũng rất chí lý bởi vì nhiều trường hợp ông ta thổi bay bàn cờ đối thủ khi chúng chưa kịp làm gì. Thế nên giờ Heimerdinger vẫn mạnh nhưng gần như bắt buộc phải có thương Sojin, bản thương hoặc ánh sáng, bất kỳ cái nào. Còn không, nếu đi với Teemo thì phải lấy thêm thuật sĩ vào, chứ nếu không là cả game không kịp dùng chiêu cái nào mất. Tin buồn cho người này thì lại là tin vui cho người khác. Gwen đang dần xuất hiện nhiều hơn vì được tăng độ chống chịu trong bản trước, giờ lại còn được thêm sát thương kỹ năng nữa, nên cô ta hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò gánh team. Vấn đề duy nhất với Gwen chỉ là cô ta nhảy lung tung, có thể dẫn đến việc bị chết một cách lãng xẹt. Còn một đối thủ khác có thể cạnh tranh vị trí carry là Kale. Cô ta cũng giống Draven, được buff tốc đánh. Nó khiến cô ta trở nên lợi hại hơn nhiều ở đầu trận. Độ máu manh cũng được khắc phục với máu cơ bản tăng rất cao. Cô ta có lượng máu còn cao hơn cả các carry như Draven. Hiện tại, Kale đang dần quay lại đội hình thiên thần và nhiều khả năng team Protect Kale sẽ một lần nữa thống trị meta sắp tới đây. Tiếp đến là hai quân khá mất cân bằng, Akshan và Viego. Akshan thì carry tín khỏi nói rồi. Đã thế lại còn được buff bởi vệ binh thì bắn tan nát team địch luôn. Bản trước hắn được tăng tốc đánh kỹ năng, giờ lại bị lấy đi tốc đánh cơ bản. Cũng khá là hợp lý. Cú nerf này không làm Akshan phế đi, nó chỉ khiến hắn bớt bá đạo đi một chút thôi. Trong khi đấy, Viego thực sự là một tướng rất khó chịu, bởi hắn dùng chiêu thì chắc chắn giết được đối thủ, tha hóa chúng rất dễ, dù đó có là ai đi chăng nữa. Điều này cần được thay đổi, để Viego phải cẩn thận chọn mục tiêu hơn. Sát thương kỹ năng của Viego bị giảm đi rất rất nhiều,
và có thể chừa lối thoát cho những chủ lực hai sao có thêm cơ hội sống sót. Bị áp chế 5 giây cũng là hình phạt quá ghê rồi còn gì nữa. Sau cùng, hai chống chịu là Garen và Volibe cũng bị sửa đến. Garen thì bị chỉnh sửa nhỏ về mana nhằm điều chỉnh hắn, khuyến khích người chơi lắp đồ, biến hắn thành chống chịu chủ lực để dùng chiêu nhiều lần, thay vì bỏ một con Garen không có đồ vào để nó dùng chiêu đúng một lần duy nhất, giảm kháng phép đối thủ. Trong khi đấy, Volibe đang được bảo vệ quá tốt bởi tà thần, nên gần như chắc chắn nhảy vỡ đầu đối thủ. Lấy bớt máu sẽ có thể khiến con gấu này nằm xuống trước khi kịp tung chiêu nếu xếp team không tốt. Ngoài ra, nó cũng khiến cho gấu 2 sao 3 sao bớt trâu đi một chút. Trang bị: Rìa khổng lồ, sát thương tối thiểu tăng từ 10 lên 20%. Ngưỡng máu gia tăng sát thương giảm từ 1.750 còn 1.600. Sát thương tối đa giảm từ 75 còn 70%. Vệ thần thạch giáp, hồi máu mỗi giây tăng từ 2 lên 3%. Thú tượng thạch giáp, giáp và kháng phép mỗi mục tiêu tăng từ 18 lên 20. Kiếm súng Hextech, khiên tăng từ 300 lên 400. Chén hồ quang, hút máu kỹ năng giờ không còn bị giảm với các kỹ năng đa mục tiêu. Diệt khổng lồ trước giờ vẫn là món không được tin dùng lắm. Sau đợt này thì mình cho là giá trị của nó được tăng lên ngang bằng bàn tay công lý. Nó sẽ đúng với cái tên gọi của mình hơn, đó là dùng để tấn công những mục tiêu trâu bò. Trong khi đó, bộ đôi thú tượng thạch giáp và vệ thần thạch giáp có vẻ được ưu ái hơi quá. Nhưng chống chịu như Galio giờ sẽ vô cùng phù hợp với món này. Còn với chén hồ quang, nó giờ sẽ không còn bị phế khi buff cho những chủ lực sát thương phép nữa, vì phần lớn trong số này đều dùng kỹ năng đa mục tiêu mà. Trang bị này giờ rất là ngon đây anh em ạ. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua hết những thay đổi ở 11.17 rồi. Nếu như 11.16 được xem là khá cân bằng, thì những chỉnh sửa này có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng đấy, khi nhiều chủ lực đang thể hiện tốt lại bị đá đít. Đây có thể xem là động thái thay đổi meta, khiến lối chơi của game mới mẻ hơn để chúng ta không nhàm chán. Tốt thôi Riot ạ, chúng tôi vẫn giải thích như được. Anh em hãy vững tin như vậy nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.